hocam. Tâm, một người trẻ, một thế hệ kỹ sư đầy tài năng và nhiệt huyết của tập đoàn Sao Mai. Tâm yêu quê hương, yêu những sản vật mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đồng bằng trù phú này, nơi anh sinh ra và lớn lên. Khao khát quê mình được phát triển, Tâm đến với nghề nuôi trồng và chế biến thủy sản. Anh có một niềm tin, chính những báu vật này sẽ đưa đồng bằng sông Cửu Long vươn tầm thế giới. Con cá tra Việt Nam vươn mình ra biển lớn, những sản phẩm từ cá tra đã có mặt khắp năm châu. Thành công bước đầu là vậy, nhưng Tâm và những đồng nghiệp của mình vẫn còn chăn trở với bài toán làm sao để chuỗi giá trị từ loài cá này phải được phát huy, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân quê mình. Tâm nhận thấy hầu như tất cả các thành phần của con cá tra đều sử dụng được và có thể trở thành sản phẩm hữu ích. Chính vì thế, anh và các đồng nghiệp bằng tình yêu vô bờ bến dành cho sản vật quê hương với niềm tin thành công sắt đá dựa vào khoa học đã bắt đầu tham gia một kế hoạch táo bạo. Trong mỡ cá tra chứa nhiều các axit béo omega 369, EPA, DHA, vitamin và các khoáng vi lượng. Những dưỡng chất này rất quan trọng và vô cùng hữu ích, góp phần làm giảm cholesterol trong máu, tốt cho tim mạch, phòng các bệnh mãn tính không lây và đặc biệt là tăng cường chỉ số IQ cho trẻ nhỏ. Hiểu rõ điều đó, được sự giúp đỡ của các nhà khoa học từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Tập đoàn Sao Mai đã nghiêm túc thực hiện dự án lần đầu tiên trên thế giới, mỡ cá hóa giọt vàng. Để dự án thành hiện thực, Tập đoàn Sao Mai đã tìm tòi và đặt vấn đề công nghệ với nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Trong đó, yêu cầu phải khử sạch mùi tanh trong dầu cá thô mà vẫn giữ lại được những dưỡng chất quý báu ban đầu. Và như là sự đền đáp cho những nỗ lực không mệt mỏi, cú bắt tay chiến lược giữa tập đoàn Sao Mai và tập đoàn Desmet Belacha Vương quốc Bỉ đã mang lại kết quả thành công mỹ mãn. Hai bên đã quyết định ký hợp đồng thiết bị chuyển giao công nghệ trị giá hơn 25 triệu đô la Mỹ để xây dựng nhà máy tinh luyện dầu cá với công suất 200 tấn một ngày. Đây cũng là nhà máy duy nhất trên thế giới chiết xuất, tinh luyện thành công dầu ăn từ mỡ cá tra. Với công nghệ thiết bị hàng đầu thế giới, dầu cá sau khi tinh luyện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ nguyên giá trị dinh dưỡng quý giá từ mỡ cá tra. Sau một thời gian dài nghiên cứu, tìm kiếm thì cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cái nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới trong công nghệ tinh luyện dầu mỡ ở tại châu Âu. Và trước khi tập đoàn Sao Mai đặt hàng cái chuyện này cho cái tập đoàn công nghệ này thì trên thế giới chưa có công nghệ để mà khử sạch mùi tanh của cá. Vì cái công nghệ tinh luyện này là phương pháp vật lý, cái tỷ lệ thu hồi cực cao. 100 tấn nguyên liệu thì chúng tôi thu giữ hơn 97 tấn thành phẩm. Mỡ cá thô sau khi được kiểm tra và cho kết quả đạt tất cả yêu cầu về thành phần, chỉ tiêu hóa lý, chất kháng sinh mới được đưa vào sản xuất. Quá trình sản xuất dầu ăn cao cấp Brandy trải qua hai giai đoạn chính, tách phân đoạn và tinh luyện. Đầu tiên, mỡ cá hay dầu cá nguyên liệu được đồng hóa bằng cách gia nhiệt đến 70 độ C để làm tan chảy tinh thể. Sau đó, dầu được bơm lên thiết bị kết tinh. Tại đây, dầu được hạ nhiệt độ để tạo tinh thể, hình thành hai pha, lỏng gọi là olein và đặc gọi là sterin. Quá trình hạ nhiệt độ tuân thủ theo giản đồ đã được định sẵn nhằm thu được bán thành phẩm như mong muốn. Sau khi ra khỏi thiết bị kết tinh, dầu được bơm lên thiết bị lọc ép với mục đích tách riêng phần dầu lỏng và dầu đặc. Lúc này, dầu lỏng xuyên qua vải lọc theo đường ống chảy xuống bồn chứa olein và dầu đặc sẽ được máy lọc ép xả xuống bể chứa sterin.
Dầu lỏng hay dầu đặc trước hết sẽ được đưa vào tháp tẩy màu. Các sắc tố như chất diệp lục, xà phòng, phospholipid, kim loại và các sản phẩm oxy hóa còn sót lại sẽ được loại bỏ nhờ đất tẩy sạch trong điều kiện áp suất trên không và nhiệt độ 105 độ C. Sau đó, dầu được đưa tiếp vào tháp khử mùi, công đoạn quan trọng nhất của quá trình tinh luyện. Tại đây, dầu được gia nhiệt đến 260 độ C với áp suất chân không để loại bỏ hơi nước, mùi, axit béo tự do và một số thành phần dễ bay hơi khác. Dầu sau khi khử mùi đạt chất lượng được làm nguội trước khi qua lọc tinh rồi vào bồn chứa thành phẩm để được thiết bị chiết rót đóng chai. Một chu trình sản xuất dầu ăn cao cấp Renny diễn ra chưa đến 24 giờ, hoàn toàn tự động trên dây chuyền hiện đại được kiểm soát nghiêm ngặt. Theo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế FSSC, những dưỡng chất quý từ con cá tra Việt Nam đã kết tụ trở thành dầu ăn thượng hạng. Công nghệ tinh luyện hiện đại làm cho các axit béo omega 369, vitamin và các khoáng vi lượng không bị mất đi và dầu ít bị đổi màu ngay cả khi được chiên xào ở nhiệt độ cao. Điều này đã được khẳng định bởi các chuyên gia của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Các kết quả nghiên cứu và phân tích từ nhóm nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng cho thấy dầu ăn cao cấp Renny do tập đoàn Sao Mai sản xuất thì chứa rất là nhiều các cái chất dinh dưỡng quý. Có trên 64% các axit béo không no nhiều nối đôi như omega 3, 6, 9 và đặc biệt là thành phần EPA và DHA. Dầu ăn cao cấp Renny khi được nấu bằng phương pháp truyền thống như là chiên, xào, rán, nấu, kể cả trộn vào trực tiếp món ăn thì cũng cho thấy màu sắc, mùi vị của món ăn hết sức là hấp dẫn. Có tới trên 94% bà mẹ yêu thích và mong muốn được sử dụng sản phẩm dầu ăn cao cấp Renny cho con mình trong bữa ăn hàng ngày. Và đây chính là một sản phẩm có tính chất nhận cao của cộng đồng. Nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về sản phẩm mới này một cách chân thực và sâu rộng, Tập đoàn Sao Mai thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học về giá trị của dầu mỡ cá, thu hút đông đảo các nhà khoa học tham gia. Sản phẩm dầu ăn cao cấp Renny được hình thành từ những khát khao cháy bỏng, muốn nâng cao chuỗi giá trị và góp phần phát triển bền vững ngành cá tra Việt Nam của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật của Tập đoàn Sao Mai. Sự thành công của sản phẩm dầu ăn cao cấp được chiết xuất từ mỡ cá tra là một trong những mắt xích vô cùng quan trọng, kết nối để hình thành chuỗi giá trị khép kín của quy trình nuôi trồng và chế biến cá tra xuất khẩu. Lâu nay chúng ta cứ chăm bẩm là chúng ta nuôi con cá để lấy phi lê, nhưng mà tới đây có thể biết đâu, vào một ngày nào đó chúng ta lại nuôi con cá để chúng ta lấy dầu. Tại vì lúc bấy giờ chúng ta thấy giá trị dầu nó cao hơn phi lê nhiều lắm. Ngoài cái chúng ta được cái hưởng cái một cái sản phẩm mà nó bổ dưỡng rồi thì chúng ta lại có thêm một loại dầu ăn trên thế giới. Cái loại dầu ăn này được kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm rất là cao. Nó là sản phẩm song sinh của cá phi lê xuất đi châu Âu. Còn cá tra nó sẽ có giá trị rất là lớn trên trường quốc tế. Trong cuộc sống hiện đại, vấn đề dinh dưỡng được xã hội đặc biệt quan tâm. Dầu ăn cao cấp Renny với hàm lượng các dưỡng chất hoàn toàn tự nhiên, thiết yếu cho hoạt động của con người trong mỗi bữa ăn hàng ngày, thông qua các cách chế biến truyền thống. Renny là chất xúc tác làm cho mỗi bữa cơm trở nên tròn vị, ngọt ngào hơn và hấp dẫn hơn, gắn kết các thành viên trong gia đình. Dầu ăn cao cấp Renny không những làm cho bữa ăn có hương vị quyến rũ, cảm giác dễ tiêu nhẹ bụng sau khi ăn mà còn góp phần tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, phòng chống các bệnh mãn tính, đặc biệt các nhóm omega, vitamin và các khoáng vi lượng là chìa khóa cho việc chống lão hóa da, giữ gìn sắc đẹp cho phụ nữ. Nhờ những ưu điểm vượt trội đó, dầu ăn cao cấp Renny truyền cảm hứng sáng tạo ẩm thực cho những đầu bếp nổi tiếng. Renny không chỉ có mặt trong những căn bếp của các nhà hàng sang trọng, mà còn hiện diện như là chất xúc tác cho sự ấm cúng, hạnh phúc trong mỗi gia đình. Sự ra đời của dầu ăn cao cấp Renny, một sản phẩm dầu ăn thuần Việt, không chỉ nâng tầm giá trị cho con cá tra, sản vật của đồng bằng sông Cửu Long, mà Tập đoàn Sao Mai còn mở ra một hướng mới trong việc chăm sóc sức khỏe cho gia đình Việt bởi những dưỡng chất tinh túy từ mỡ cá. Có thể nói rằng là dầu ăn cao cấp Renny được tinh luyện từ cá tra của Việt Nam, được Tập đoàn Sao Mai cùng với các nhà khoa học Việt Nam chế tạo thành công, phải nói là một cái bước tiến rất lớn trong cái việc mà sản xuất ra các cái chất béo để mà sử dụng hàng ngày trong bữa ăn của người Việt Nam. Viện dưỡng cùng với Bộ Y tế hiện nay đã quyết định đưa cái dầu ăn cao cấp Renny vào trong chiến lược để giải quyết vấn đề thiếu vi chất dinh dưỡng ở Việt Nam.
Tập đoàn Sao Mai kỳ vọng trong một tương lai không xa, sản phẩm dầu ăn cao cấp Renny không chỉ thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng trong nước mà còn phục vụ rộng rãi cho khách hàng nước ngoài, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm giá trị từ con cá tra Việt Nam ra thế giới.